Chào mừng quý vị đến với bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Báo Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam trắng tay ở vòng loại World Cup nhưng vẫn là ông kè ở AFF Cup. Đội tuyển Việt Nam cùng huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hướng tới việc bảo vệ chức vô địch ở AFF Cup 2021 sắp tới để lấy lại thể diện sau khi không thể giành được một điểm nào ở 6 trận đấu đã qua tại vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam là đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại cuối cùng của World Cup 2022. Tuy vậy, trước những đối thủ hơn hẳn về trình độ và đẳng cấp, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đang ngậm ngùi xếp cuối bảng B. Bảng đấu có sự góp mặt của Nhật Bản, Trung Quốc, Australia, Oman và Saudi Ả Rập. Trải qua 6 trận đấu, những chiến binh sao vàng không thể giành được điểm số nào, ghi được 4 bàn thắng và để lọt lưới 12 bàn. Huấn luyện viên Park Hang-seo, người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam lần đầu lọt vào tới vòng loại thứ 3, chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam là đội bóng yếu nhất ở vòng loại cuối cùng. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc và cố gắng giành điểm ở các trận đấu tiếp theo." Mặc dù đây là điều không hề dễ dàng. Trên Financial News, một tờ báo của Hàn Quốc đã nhận định đội tuyển Việt Nam nên tập trung vào đấu trường khu vực, nên họ vẫn đang nắm giữ vị thế đứng đầu Đông Nam Á trước khi nghĩ đến việc cố gắng ở các trận còn lại tại vòng loại World Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đã nhận ra vòng loại World Cup là bức tường quá lớn để vượt qua. Nay họ sẽ trở lại với vị thế cường quốc Đông Nam Á. Việt Nam sẽ tranh tài tại AFF Cup 2021, giải đấu được tổ chức tại Singapore, trước khi vòng loại World Cup trở lại vào tháng 1 năm 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng quyết tâm cùng đội tuyển Việt Nam thay đổi bầu không khí sau chuỗi trận thua gần đây và đưa ra lời hứa giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 3 trong lịch sử. "Tôi muốn mang lại nụ cười cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người chưa được hưởng niềm vui trong thời gian qua. Ở AFF Cup 2021, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng trận đấu với đội tuyển Lào vào ngày 6 tháng 12 năm 2021. Bản tin gốc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Đừng quên ủng hộ, đồng hành bằng cách đăng ký kênh, subscribe, thích, like, chia sẻ, share để xem và theo dõi những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.